Hồng Phượng tỏ thái độ với Hồng Loan trong ngày giáp mộ cố nghệ sĩ Vũ Linh, đưa đồ không thèm nhìn mặt. Đây là lần đầu cả hai chạm mặt nhau sau lùm xùm đấu tố những ngày qua. Thấy Hồng Loan vẫn nhiệt tình nhưng Hồng Phượng lại khác. Sau vài ngày lùm xùm vì chuyện gia đình, mới đây, con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan và mẹ con Hồng Phượng, em và cháu gái ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, lần đầu chạm mặt nhau trong ngày giáp mộ ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, khiến dân tình không khỏi chú ý. Cũng vì ồn ào này mà những ngày qua, nhiều YouTuber đã túc trực tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương với mong muốn ghi lại được cảnh gia đình cố nghệ sĩ mặt đối mặt. Theo đó, ngay từ sớm, Hồng Loan đã đến Nghĩa Trang để lau dọn mộ và sắp xếp, bày trí đồ cúng cho bà. Một lúc sau, mẹ con Hồng Phượng cũng có mặt và tất bận chuẩn bị mọi thứ để cúng kiếng. Đây là lần đầu tiên họ giáp mặt nhau sau khi con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh lên tiếng bức xúc về việc Hồng Phượng làm truyền thông trong đám tang, kêu gọi quyên góp hay giấu kín thông tin về ngày giáp mộ của ba mình. Hồng Loan có mặt từ sớm để lo cúng kiếng, các YouTuber cũng không bỏ qua cơ hội này để tác nghiệp. Cụ thể, khi thấy cô Sáu và Hồng Phượng đến, Hồng Loan vẫn vô cùng điềm tĩnh. Cô phụ sắp trái cây lên bàn và nói chuyện với cô Sáu mình rất đàng hoàng, đặt ở đây nè cô Sáu. Em gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng giao tiếp với cháu gái một cách bình thường. Đối với Hồng Phượng, cô tỏ ra khá lạnh lùng khi Hồng Loan nhờ đưa hộp khăn giấy ướt. Nữ nghệ sĩ tay đưa, nhưng mắt không hướng về con của cậu mình. Sự đối lập trong cách hành xử giữa Hồng Loan và Hồng Phượng càng làm dân tình có sự so sánh và ủng hộ nhiều hơn cho con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh giữa lùm xùm gây xôn xao những ngày qua. Dân mạng để lại bình luận, Hồng Loan vẫn lên tiếng nói chuyện trước và bình thường, không hề tỏ thái độ với hai người đó, thật thương Hồng Loan. Chị Hồng Loan tuy ấm ức lắm, nhưng phận làm con ở trước mặt ba và cô chị vẫn nhịn mà lên tiếng trước, để con lau cái cô Sáu sự lễ phép của chị học được từ cha. Không phải mình soi mới chứ, mình thấy chị Hồng Loan vẫn muốn nói chuyện với Sáu và Hồng Phượng, còn ánh mắt Hồng Phượng không thích chị Hồng Loan ra mặt luôn. Tuy nhiên, Hồng Phượng lại có thái độ khá lạnh lùng với con của cậu mình. Cách đây vài ngày, Vũ Luân từng chia sẻ chuyện Hồng Loan bức xúc là đúng vì người nhà làm mọi việc nhưng không thông qua cô. Anh cho biết con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh liên tục gọi điện cho anh khóc vì quá uất ức. Hồng Loan vừa nói với tôi vừa khóc. Tôi mới bảo là thôi em bình tĩnh lại đi để anh chạy qua, mà lúc đó tôi đang chuẩn bị thu. Chạy lên thì quá bức xúc, mọi người mà ai nằm trong hoàn cảnh của Hồng Loan thì sẽ thấy, cái gì cũng không hỏi người ta hết, con của ba Linh mà. Làm cái gì cũng không hỏi, nếu mà những gì tôi nói trên mạng, Hồng Loan nói trên mạng thì cô Sáu và Hồng Phượng phản biện đi. Có lửa mới có khói, uất ức quá Hồng Loan mới nói để cho mọi người biết. Lỡ mà ngôi mộ được xây lên, rồi Hồng Phượng và cô Sáu cúng kiếng mà không hỏi gì đến Hồng Loan rồi quay livestream lên, cộng đồng mạng sẽ nghĩ rằng tại sao mộ của ba mình mà vắng mặt. Tôi và Bình Tinh còn đi bận đi sâu thì có thể thông cảm, mà Hồng Loan, một đứa con được pháp luật công nhận, mà vắng mặt thì tai nạn sẽ đổ lên đầu Loan. Cho nên những bức xúc của Loan là đúng, chứ không sai, nam nghệ sĩ nói. Từ đầu câu chuyện, Vũ Luân đã bênh vực Hồng Loan và hiện tại, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng. Chắc chắn Hồng Loan sẽ không đơn độc trong vụ việc lần này, vì lúc nào cũng có Vũ Luân và những khán giả yêu thương ba mình bên cạnh.